tối 19 tháng 11, rất đông người nhà của sản phụ Hồ Thị Mờ, 27 tuổi, trú xã Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An, tập trung tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu, đề nghị lãnh đạo viện này làm rõ nguyên nhân cái chết của con chị Mờ sau ca mổ lấy thai. Theo người thân sản phụ Mờ chia sẻ, sản phụ Mờ mang thai con lần thứ ba. Vài ngày trước khi đi khám ở phòng khám tư, bác sĩ chẩn đoán chị này chuẩn bị sinh con trong vài ngày tới. Trưa 19 tháng 11, chị Mờ có biểu hiện chuyển dạ nên được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu để chờ sinh. Tại bệnh viện, sản phụ Mờ được hai điều dưỡng túc trực bên để theo dõi tại khoa sản. Tuy nhiên, sau một thời gian thì sức khỏe của chị Mờ bỗng có nhiều chuyển biến xấu đi. Người nhà cháu bé đau xót trước sự việc và hiện đang tập trung tại bệnh viện yêu cầu làm rõ vụ việc. Gần 13 giờ cùng ngày, các bác sĩ sau đó chuyển chị Mờ lên khoa gây mê để cấp cứu. Các bác sĩ sau đó đã mổ lấy thai. Tuy nhiên, bé trai lấy trong bụng sản phụ Mờ ra đã tử vong. Được biết, cháu bé đã 38 tuần tuổi và nặng hơn 3 kg. Sau khi mổ lấy thai ra ngoài, sản phụ Mờ tiếp tục được chuyển lên bệnh viện tỉnh để cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau khi xảy ra sự việc, gia đình sản phụ Mờ đã tập trung tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu để yêu cầu phía bệnh viện làm rõ vụ việc.